Hôm qua tôi đăng cái clip nói về việc là bên cái ông thầy này, ông nói là về cái việc thầy Minh Tuệ sẽ bị bắt giống như vụ Thiền Am mà như vậy. Thì có một số quý khán giả hỏi tôi là nếu mà điều đó xảy ra thì quy cho thầy Minh Tuệ tội gì để bắt thầy? À, thì tôi cho rằng cái câu hỏi đó là cũng là một cái câu hỏi rất là hay, rất là quan trọng. Theo cái đánh giá của tôi á, thì một số lãnh đạo của giáo hội họ cũng đã bàn về vấn đề này. À, ý ở đây là tôi nói giáo hội thôi nha, chứ không phải cơ quan chức năng. À, một số giáo hội thì họ cũng đã có bàn về vấn đề này. Đó. Chứ không phải là chỉ như ông này là ông nói không thôi đâu. Đấy. Bà con nghe lại cái đoạn này nè, rồi tôi phân tích tiếp này. Giáo Việt Nam thì trước sau gì nè, giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng sẽ nghĩa là rời gái giống như thiền am bên bờ vũ trụ. Đó, thấy không? Đó, bà con nghe không? Đấy, nghe lại này. Giáo Việt Nam thì trước sau gì nè, giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng sẽ nghĩa là rời gái giống như thiền am bên bờ vũ trụ. Thấy không? Đó. Tất nhiên là theo cái lời của ông này đấy thì có sự bàn bạc ít nhất là một số cái lãnh đạo ở trong giáo hội. Dĩ nhiên đó là cái bàn bạc nội bộ của giáo hội nha. Đã. Chứ còn mà cái công văn mà gửi đến cho cơ quan chức năng thì tôi nghĩ là họ chưa chưa gửi đâu, họ chưa gửi. Có thể họ sẽ gửi. Đã. Nhưng mà phía cơ quan chức năng họ có thực hiện hay không thì là một một chuyện khác, một điều khác. Đã. Rồi bây giờ chúng ta trở lại cái câu hỏi mà nếu mà khởi tố thầy Minh Tuệ thì khởi tố về tội gì? À, về tội gì? Thì tôi đã tham khảo một số luật sư. Thì họ nói là về phía giáo hội đó, họ họ phân tích đó, về phía giáo hội thì có thể giáo hội yêu cầu là khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng, có thể. Đã. Còn chưa nói đến cái chuyện là cơ quan chức năng có chịu thủ lý xem xét cái vấn đề đó hay không nha. Đã. Nhưng mà về phía giáo hội, về phía giáo hội thì một số luật sư họ nhận định là có thể giáo hội họ sẽ gửi công văn, họ sẽ gửi đơn thư tố giác về cái tội mà gọi là gây rối trật tự công cộng, bởi vì cái đó là họ nói rằng là thầy Minh Tuệ đi ngoài đường ha, tức là đi nơi công cộng và làm cho nó rối loạn này kia kia nọ lên, vân vân. Mà ở đó thì là cái hành vi đó không thuộc cái quản lý của giáo hội, thành thử ra là nó không có theo một cái quy định nào cả. Ý là về phía giáo hội chứ không phải tôi nói như thế nha, cũng không phải các luật sư nói như thế nha. Đấy, thì chỉ có mỗi cách như vậy là mà thôi. Đó. Còn về phía cơ quan chức năng, nếu họ nhận được cái đó thì họ sẽ xử lý như thế nào? Thì tôi cũng tham khảo các luật sư. Thì họ nói rằng là họ không chắc cơ quan chức năng sẽ thụ lý. Không chắc. Đấy. Bởi vì cái thụ lý cái vấn đề đấy nó thuộc về cái tình huống rất là nhạy cảm. Đó. Thà là họ áp dụng cái biện pháp khác. Thí dụ như tách dần cái ảnh hưởng của thầy Minh Tuệ đối với người dân. Chứ còn là cái chuyện mà gọi là bắt giam thì nó hơi căng. Bắt giam một cái thì là quốc tế sẽ là dậy sóng. À, bây giờ mà bắt giam thầy Minh Tuệ thì là thôi. À, là phải nói rằng là dậy sóng cả thế giới luôn. Do đó các luật sư nói là giáo hội họ có quyền gửi đơn tố giác. Đấy, tố giác tội phạm họ có quyền gửi đơn, họ gửi thế nào, lập luận thế nào là quyền của họ. Nhưng về phần cơ quan chức năng thì không dám chắc là cơ quan chức năng, mà cụ thể là cơ quan điều tra của một số tỉnh, hoặc là cơ quan điều tra của Bộ Công an, hoặc là Viện Kiểm sát các tỉnh hoặc Viện Kiểm sát tối cao, không chắc là họ sẽ thụ lý, và khả năng cao là họ sẽ không thụ lý. Tuy nhiên các vị
luật sư nhấn mạnh đó là theo ý của các vị luật sư thì là như thế, hiểu không? Chứ còn các luật sư không phải là cơ quan chức năng, thành thử ra nói chắc thì cũng cũng không dám nói chắc, nhưng đánh giá trên cái mức độ logic, cái logic thì một người đi tu theo cái hạnh Đầu Đà và họ đi dọc cái đường lớn là như thế, và người dân kéo theo thì công nhận là người dân cũng có gây mất trật tự đấy. Nhưng mà ở đấy đâu có phải rằng là lỗi của thầy Minh Tuệ. Thầy Minh Tuệ thầy là chỉ là đi thôi. Đó. Thầy chỉ đi, cái mục đích của thầy là đi khất thực chứ không phải là mục đích là để đi gây rối. À. Và cái đó coi như cái động cơ là không có động cơ gây rối. Đó. Các luật sư họ phân tích là như thế. Còn cái chuyện mà gây ra cái sự rối loạn ở trong xã hội thì là do những người khác họ là ùn ùn họ kéo đến, bằng cách mộ đạo, bằng những cách này cách khác đó. Thế thì nếu các luật sư mà họ chính là cơ quan chức năng thì họ sẽ không khởi tố gì cả, và họ trả đơn tố giác tội phạm thôi, chứ họ cũng không thụ lý đó. Nhưng mà còn bản thân các cơ quan chức năng thì các cán bộ chấp pháp ở đó thì như thế nào thì họ cũng không dám nói, bởi vì họ không phải rằng là cán bộ chấp pháp. Còn về phía giáo hội có thể xảy ra cái chuyện là gửi đơn tố giác đó, và khả năng này là khả năng cao giáo hội sẽ gửi đơn tố giác theo cái lời của ông này. Thượng không có sự chắc chắn xác nhận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì trước sau gì nè, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng sẽ nghĩa là lời gái giống như thiền am bên đầu vũ trụ, tụi con nhớ chưa? À, ví dụ thiền am bên đầu vũ trụ là cái gì, nhớ là cái gì? Đó, đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam là sờ gái ha. Đó, giáo Việt Nam thì trước sau gì nè, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng sẽ nghĩa là rờ gái giống như thiệt. Rờ gái tức là làm gì? Là gửi lên tố giác tội phạm qua Bộ Công an. Đó là rờ gái, sờ gái. Đó. Nhưng mà sờ gái có thành công hay không? Bản thân tôi thì là tôi nghĩ rằng sẽ không thành công. Bởi vì cơ quan chức năng thì họ cũng suy nghĩ logic như mình thôi. Không? Họ cũng là những người có khi là họ suy nghĩ nó còn thâm sâu hơn mình nữa. Mà mình đây là mình cảm thấy rằng là không nên khởi tố. Mà không thể khởi tố thì cơ quan chức năng lẽ nào mà họ đi khởi tố. Cho nên là có lẽ là ở đây là chỉ là cái sự bàn bạc trong nội bộ của mấy cái ông này, ông lãnh đạo giáo hội, một số ông lãnh đạo. Đã. Giáo Việt Nam đã nói là ông Thích Sư Minh Tuệ là tội phạm. Đã. Tất nhiên là mấy ông nói là tội phạm rồi. Đã. Đấy, chứ không phải rằng là có thể, mà ở đây mấy ông nói là đã hoàn thành tội phạm rồi. Đó thì ý kiến của tôi về vấn đề này là nó là như thế đó bà con.